Xin chào bạn Trong video này tôi sẽ dẫn cho bạn cách chỉnh giờ trên máy tính Win 11 Nếu giờ trên máy tính của bạn á nó mà sai thì chúng ta sẽ chỉnh như sau Đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào ngày giờ này Các bạn bấm phải chuột vào Sau đó đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là AZ Date and Time Rồi mặc định á ngày giờ trên Win 11 nó sẽ thiết lập tự động Tức là nó sẽ bật chế độ Automatic lên nếu như các bạn chúng ta muốn là chỉnh thủ công á Thì đây các bạn chúng ta sẽ tắt on đi Các bạn bật off Ở múi giờ á Các bạn nhớ là chọn mũi giờ là Múi giờ số 7 Bangkok, Hà Nội, Jakarta nha Các bạn chúng ta sẽ kéo xuống để chúng ta chọn cho chính xác Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ chỉnh giờ theo cách thủ công này Ở cái dòng là Set the date and time Các bạn chọn vào 10 Thì lúc này á sẽ hiện ra một thông báo là trên date and Time rồi date đó các bạn chúng ta sẽ chọn là tháng đó, bây giờ tôi sẽ chọn là tháng này ngày đó, và năm các bạn chọn lại nha rồi giờ bao nhiêu các bạn chọn vào phúc đó các bạn chọn kiểu định dạng giờ nha AM tức là từ 0 giờ tới 12 giờ trưa còn PM tức là 12 giờ trưa cho tới 12 giờ đêm. Đó, các bạn chọn xong rồi thì chúng ta sẽ chọn vào trên. Thì lúc này á nó sẽ áp dụng cái giờ vừa rồi cho máy tính của bạn. Thì thông thường á tôi sẽ bật chế độ tự động, tức là khi có mạng internet nó sẽ canh đúng giờ vệ tên luôn. Thì ở cái dòng là set time automatic này. Tôi sẽ bật on lên để cho nó canh giờ và ngày tự động thì nó sẽ chính xác hơn nha nếu mà các bạn chúng ta làm theo các thủ công có thể là chệt mấy chục giây hoặc là mấy phút thì nó sẽ không đúng nha tốt nhất là các bạn chúng ta sẽ bật on để cho nó lấy giờ và ngày tự động đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chỉnh giờ trên máy tính Windows 11 nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn theo dõi